Chào các bạn, mình là bé con đây và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Như các bạn đã biết ấy, thì dạo gần đây ở trên các buổi livestream ấy thì có rất là nhiều bạn hỏi mình về cái chỉ số nhân vật của cái nick của mình ấy. Thì cái việc nhiều khi là mình cứ sâu đi sâu lại ấy, nó sẽ làm nó các bạn khá là tốn thời gian, cũng như là mình cũng hơi khó chịu trong cái việc là cứ phải bật đi bật lại nhiều lần ấy. Nên là trong cái video này thì mình sẽ bắt đầu làm một cái series chỉ số nhân vật, nhưng mà không phải là hướng dẫn các bạn build chỉ số nữa, mà đây chỉ đơn giản là cái video mà mình show cái chỉ số của nhân vật của mình thôi, và để cho các bạn biết được là mình build như thế nào và cái lượng sát thương mình gây ra với con nhân vật của mình đấy là bao nhiêu. Thì trong cái video thì mình sẽ cố gắng là mình show tất cả cho các bạn. Thì cái nhân vật đầu tiên mà mình làm trong cái video này là một cái nhân vật mà các bạn hỏi mình khá là nhiều khi mà mình đăng nhập vào cái nick NA, bởi vì mình sử dụng khá là nhiều nhân vật này, đó chính là anh chàng Xiao. Thì trong cái video này thì mình sẽ cố gắng là show cái chỉ số của nhân vật của mình, cũng như là mình test qua một vài những cái lượng sát thương của nhân vật Xiao này mình sử dụng ở trong cái đội hình với cái nick ở bên NA của mình nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến cái nội dung chính của video nào. Về chỉ số cơ bản của Xiao thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình. Thì Xiao của mình hiện tại là mình đang sử dụng với team là 2 hỏa, nên là tấn công các bạn đang thấy ở đây là 2008, còn thực tế ở đây nó sẽ là vào khoảng tầm 2005. Chỉ số của mình về tỷ lệ sát thương đang là 70-159 và 140% hiệu quả nam. Đây là vũ khí của mình đang sử dụng là hủy diệt 1. Cái này thì do mình cái drone ở cái banner của Senhi và Xiao ấy thì mình không ra được khóa phát diệt, nên là mình cầm hủy diệt vậy. Bộ thì mình đang cầm cái bộ mới nhất của Xiao là bộ thần sa vãng sinh lục. Về chỉ số chi tiết của từng món thì các bạn có thể theo dõi ở đây. Đây là đồng hồ tấn công này, đây là ly phong, đây là nó sát thương bạo, đây là cái lông và đây là cái hoa. Ra thì mình muốn sửa thêm cái lông ấy, nhưng mà chắc là hơi khó nên là thôi. Về Xiao thì mình đang sử dụng ở đây đó là bộ mới. Cung mệnh thì hiện tại mình đang ở cung mệnh 0 và thiên phú ở đây mình nâng lên là 19-10. Có lẽ là sau này có điều kiện thì mình sẽ nâng nốt cái E lên 10 cho nó thành 10-10-10. Thì đây là chỉ số tổng quan của Xiao của mình. Thì các bạn thấy ở đây thì nó cũng không khác gì một con Xiao bình thường cả. Chỉ có điều ở đây là Xiao của mình là cầm hủy diệt, cho nên là có thể là nó sẽ hơi khác so với lại những cái bạn cầm hỏa phát diên thôi. Về chỉ số của cái bộ này thì các bạn biết rồi đấy. Thì mình để cái tỷ lệ ở ngưỡng 70 bởi vì ra đồ của mình nó lên khá là nhiều tỷ lệ. Hiệu quả nạp thì mình để 140 bởi vì với cái đội hình của mình ấy thì hiện tại nó đang không có con nào sạc phụ được quá nhiều cho Xiao, cho nên là mình sẽ lựa chọn một cái lượng hiệu nạp nó cao một chút, và chủ yếu ở đây thì nó sẽ đến từ cái đồng hồ của mình do mình cường hóa nó vào hơi nhiều cái hiệu quả nạp, và ngoài ra thì nó có một ít ở cái nón nữa. Thì đấy là cái nạp của mình để 140. Nếu mà mình sử dụng nhân vật như kiểu Xúc Râu ấy thì khả năng sạc của mình nó sẽ tốt hơn, nhưng mà với cái đội hình hiện tại mình đang sử dụng là Xiao, Bennett, Xiang Ling và Dông Ly thì cái đội hình này thì Xiao mình để 140% nạp là hợp lý, nó sẽ khá là thuận tiện trong cái việc là mình sạc cho nhân vật Xiao này. Thì đây là về cái chỉ số chung của nhân vật Xiao này. Thế còn về cái đội hình mình đang sử dụng Xiao thì mình sử dụng ở cái đội hình này, cái đội hình mà Xiao, Bennett, Xiang Ling và Dung Ly. Một phần mình sử dụng cái này để mình sẽ tận dụng được cái cộng hưởng, đó là cộng hưởng hai hỏa của Bennett và Xiang Ling, giúp cho Xiao của mình tăng thêm cái lượng tấn công. Và ngoài ra thì ở đây nó là mình còn tận dụng cho nhân vật Dung Ly của mình, là nhân vật mà mình đang cầm đó là Thương Thiên Nham. Thì mình cố gắng để nhiều nhân vật lưu ý nhất có thể. Thì ở đây nó sẽ là Xiang Ling và Xiao là hai nhân vật lưu ý nữa. Thì cho nên là Dung Ly của mình nó sẽ tận dụng được nhiều hơn. Tất nhiên là trong một vài tình huống thì mình sẽ sử dụng nhân vật Xúc Râu thay thế vào slot của Xiang Ling để cho nó gia tăng cái khả năng nạp ấy. Đây là ví dụ như là mình có thể sử dụng cái đội hình này này. Đây, trong một vài những cái trường hợp mà mình không có sử dụng Xúc Râu ấy thì mình sẽ để Xúc Râu vào đây. Có lẽ là một vài bạn sẽ bảo là thế sao anh không để con Jin vào đúng không? Vì thực ra thì mình có Bennett rồi ấy, nên là mình cũng hạn chế cái việc là sử dụng Jin. Và thứ hai ở đây là do Jin mình không có build nên là mình cũng không có quá nhiều tài nguyên để mình nâng cái con này, nên là hiện tại thì mình sử dụng Xúc Râu. Thế còn thường cái đội hình chính mình sử dụng sẽ là đội hình này. Đây, đây chính là cái đội hình mà mình hay sử dụng với nhân vật Xiao của mình. Thì có lẽ là bây giờ thì mình sẽ test đam để cho anh em xem cái lượng sát thương của Xiao của mình nó như thế nào nhá. Ở trong cái test này thì mình sẽ test cho anh em trong khá là nhiều trường hợp. Đầu tiên là trong trường hợp mà mình nhảy chay của Xiao này, tức là gần như là không có một cái búp gì cả, để cho các bạn xem một cái lượng sát thương gọi là sát thương thuần. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng thêm một vài những cái bài test liên quan đến búp nữa, ví dụ như khiên của Dung Ly hay là quy của Bennett ấy, để cho chúng ta biết được là cái lượng đam nó là bao nhiêu, cũng như là cái cộng hưởng hai hỏa để xem cái sát thương là bao nhiêu. Thì trong cái trường hợp đầu tiên ở đây thì mình đang test một cái sát thương thuần của Xiao, tức là gần như không có một cái búp gì cả, thậm chí là mình không có lấy búp của hủy diệt luôn, mình sẽ chỉ gọi là đơn thuần bật quy lên sau là mình nhảy thôi, để cho các bạn xem cái lượng sát thương của nó là bao nhiêu nhé.
Như các bạn thấy thì cái sát thương hiện tại của mình, CL của mình ở cái ngưỡng cao nhất nó là khoảng tầm 40.000. Đấy là với cái sát thương cao nhất của CL trong trường hợp ở đây là mình không có buff gì cả. Tức là mình gần như là thuần một cái ngưỡng sát thương không có buff gì luôn đấy. Thậm chí là mình không có sử dụng E để mình kích cái hủy diệt đấy. Đây là sát thương thuần CL của mình nhá. Ở cái trường hợp thứ hai thì mình sẽ sử dụng CL kết hợp cùng với lại Bennett để mình gia tăng thêm cái lượng tấn công. Có lẽ là mình sẽ buff thêm cả khiên của Zhongli nữa để cho cái sát thương gần như nó sẽ được tối ưu hơn. Thế còn lát nữa thì mình sẽ test cái full sát thương của CL của mình ấy, thì mình sẽ cố gắng là test ở trong lao hoàn để cho anh em có một cái nhìn dễ nhất nhé. Như anh em có thể thấy thì cái lượng sát thương của mình với CL khi mà có buff của Zhongli và Bennett ấy thì nó sẽ lên vào khoảng tầm 69, tức là xấp xỉ khoảng tầm 70.000. Thì đấy nó chính là cái sát thương của CL của mình với cái khiên của Zhongli kết hợp cùng với lại Bennett. Có lẽ là mình sẽ sâu qua một chút của nhân vật Bennett ở cái nick này để cho anh em có cái nhìn tổng quan hơn về cái sát thương của CL. Thì về Bennett này của mình thì hiện tại mình đang lên level 90 rồi. Thiên phú của mình thì đang là 118, khá là thấp. Về cung mệnh thì mình chỉ có cung mệnh 1 của Bennett này thôi. Và Bennett của mình thì đang cầm kiếm gỗ, không phải là kiếm 5 sao. Thì anh em có thể thấy là nếu như mình nâng thêm cái con Bennett này ấy, thêm cái ngưỡng sát thương ấy, thì có thể là CL của mình nó sẽ nhảy ra một cái lượng sát thương nó cao hơn. Đặc biệt là khi mình có một cái kiếm cũng như là mình có thêm cung mệnh cho con này ở cung mệnh 5 ấy, thì nó sẽ được thêm sát thương nữa. Nhưng mà hiện tại thì nó đang là như vậy. Với cái bài test lao hoàn thì mình có lẽ là mình sẽ test ở tầng 1. Ở đây thì trong cái buff này thì mình sẽ không sử dụng một cái buff tăng sát thương này để cho các bạn nhìn cái loại sát thương thuần nó dễ hơn. Còn đây thì tất nhiên là khi mà sử dụng thì chắc chắn là mình sẽ phải sử dụng những cái buff tăng sát thương rồi. Nhưng mà hiện tại ở đây thì mình đang sử dụng mấy cái buff mà nó không tăng sát thương để các bạn có một loại sát thương nó ok nhất. Đây là khiên Zhongli này, đây là Q của Bennett này, hai lần E của CL để kích hủy diệt này. Sau đó là mình sẽ nhảy. Đây là sát thương của mình, các bạn có thể nhìn thấy ấy. Khi mà nó bạo kích lên thì nó đang là 70.000, 70.000, gần 71.000. Thì đây chính là cái lượng sát thương của con CL cầm hủy diệt của mình. Đây, anh em có thể theo dõi khi mà mình đã cộng hưởng với lại hai hỏa rồi. Thì đây chính là cái sát thương của mình. 70% thì thực ra là mình thấy là đôi lúc nó cũng hơi bị mít ấy. Nhưng mà đa số thì các cái đòn của mình thì nó đều không bị bạo kích. Và với cái việc là mình cầm cái hủy diệt thì build cái tỷ lệ cho CL thì nó hơi khó khăn một chút. Tất nhiên là nếu mà đồ của mình đẹp hơn thì mình có thể nâng cái tỷ lệ lên. Nhưng mà rất tiếc thì cái đồng hồ của mình nó lại không có cái tỷ lệ mà các bạn có thể nhìn là cái phần lúc trước ấy. Thì đây chính là cái con CL của mình với cái nick ở bên NA. Thì hy vọng là qua cái video này thì sẽ giúp anh em có nhắm được cái phần chi tiết cái chỉ số của CL của mình, cũng như là cái lượng sát thương mà CL của mình gây ra. Nếu như anh em nào mà muốn theo dõi thêm những cái nhân vật khác của mình ấy, mà nhân vật mà mình build ấy, thì anh em cứ comment tên cái nhân vật xuống dưới nhé. Và nếu mà có thời gian thì mình sẽ cố gắng là show cái chỉ số cũng như là show cái lượng sát thương cho anh em xem. Nếu như em thấy video này hay thì để lại cho mình một like. Và nếu như anh em chưa đăng ký kênh của mình thì đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là bấm nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em trong các show video về chỉ số nhân vật tiếp theo. Bye bye.